Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn đến cái bộ chế xe ba bánh cho người già, người yếu chân tay. Bộ này là bộ phanh đĩa sử dụng bánh lốp A-Blade, lốp -14, có chắn bùn số lùi, trục cắt đăng. Bộ này thì sử dụng phanh dầu tay thắng phía bên tay trái các bạn nhé. Đấy. Dây dầu từ 1m6 đến 1m7 thì đủ cho các bạn là vòng từ đằng sau về đằng trước. Đây là phần cầu các đăng. Cầu này thì có chiều rộng là 60 cm. Chiều rộng 60 cm thì lắp bánh lên nó sẽ rơi vào tầm khoảng 68 đến 70 cm. Thì nhiều người thì cứ thích là loại rộng cho nó đi cho nó ổn định khung, nhưng thực tế thì chiều rộng lại đi khó hơn so với hẹp. Đấy, cái đấy thì các bạn nào mà các bạn đi xe ba bánh rồi thì các bạn sẽ hiểu. Với những cái xe mà người ta làm trên thị trường ấy thì nó còn hẹp hơn, nó chỉ độ khoảng 60 cả bánh thôi, nhưng mà đối với cái dòng cầu các đăng thì không thể làm hẹp hơn được, bởi vì nó đã sát đây rồi. Đấy, cái phần này nó sát lắm rồi, không thể thu gần hơn được nữa. Thì cái này là 60 thì lắp bánh nó lên khoảng 68 67 68. Đây là những cái phụ kiện phanh dầu của nó này. Đường kính lốp là ngang với lốp A-Blade các bạn nhé, rất là to. Đường kính lốp là 50 cm. Số lùi này thì có thể dùng cho các loại xe Rimway các thứ đều dùng được, xe Yamaha các kiểu luôn, thì cứ dùng loại nào thì bên em sẽ đưa số lùi loại đấy cho nó phù hợp. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hả? Để anh quay một vòng nữa. Chạy trong này chứ, lùi này tiến đi chứ. Hả? Quay cả xe. Em chả nhìn thấy đâu đâu. Anh đi xa em chả nhìn thấy đâu đâu. Để em quay tí đã. Đi, tao đi luôn. Thắt rồi.